Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 101 ngày 31. Các ân tứ được ban cho khác nhau. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 đến 12. Câu ghi nhớ Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12: để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cái chữ chức dịch ở đây có nghĩa là những cái công việc, những cái chức vụ mà Chúa giao cho. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11-12. Kinh Thánh Tân Ước trang 200 và 201. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể Đấng Christ. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 12. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Ta đọc lại câu ghi nhớ để được tô màu nhé. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Hãy tìm các chức vụ được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Chúng ta thấy câu 11: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri. Chúng ta tìm cái chữ sứ đồ. Sứ đồ đâu rồi? Sứ đồ nè. Rồi, tiên tri. Tiên tri đâu nghe em? Tiên đâu rồi? Chữ tiên tri. À đây, chữ tiên tri nè. Tiên tri nằm xéo ha, khó nhìn ha. Rồi, bây giờ tới gì nữa? Người khác làm thầy giảng tin lành. Thầy giảng tin lành nè. Thầy giảng tin lành. Rồi, gì nữa? Kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư. Mục sư. Tìm chữ mục sư nghe. Chữ M. Mục sư nè. Rồi, tìm chữ giáo sư. Chữ G. Chữ Z. G. Giáo sư. Rồi, right. Đây, chữ giáo sư đây. Rồi, hết chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư, giáo sư. Rồi, đầy đủ. Đức Chúa Trời trang bị nhiều ân tứ khác nhau và nhiều hơn nữa cho Hội Thánh để phục vụ và gây dựng thân thể của Đấng Christ. Mỗi người làm một việc khác nhau để đem đến sự gây dựng cho Hội Thánh. Và ở đây chúng ta thấy hình ảnh của người hướng dẫn thiếu nhi, dạy lời Chúa cho thiếu nhi, hay là hình ảnh của một người mẹ dạy lời Chúa cho các con. Đây là hình ảnh của người có ân tứ gì các em.
ân tứ là giáo sư, hoặc là ân tứ người giảng tin lành, hay là ân tứ tiên tri, tiên tri là người dạy dỗ lời Chúa cho người khác, vân vân. Thực hành, Chúa ban cho em khả năng, Chúa ban cho em khả năng gì? Ví dụ như có thể một trong năm cái ân tứ này, hoặc là cái ân tứ nào khác, thì mình có thể ghi ra đây. Ví dụ như khả năng đàn hát, hay là khả năng khéo tay vẽ múa, khả năng sự khôn ngoan gì đó, mình có thể ghi ra đây. Hình ảnh của một bạn đàn này ha. Em mong muốn phục vụ Chúa ở công việc gì? Ví dụ như việc mình có khả năng vẽ thì mình muốn phục vụ Chúa trong cái việc trang trí nhà thờ cho đẹp. Rồi mình có khả năng về hát đàn thì mình muốn phục vụ trong công việc là đàn hoặc là hát ngợi khen Chúa trong hội thánh. Gì đó mình ghi ra đây, tự mình ghi nha. Cảm ơn Chúa ban cho em khả năng gì đó. Đây mình ghi khả năng gì, mình ghi lại đây. Xin Chúa dùng cuộc đời em có ích cho Ngài. Mình có thể dùng cái câu này để làm lời cầu nguyện. Thưa Chúa, con cảm ơn Chúa ban cho con khả năng. Khả năng gì đó mình viết ở đây ha. Xin Chúa dùng cuộc đời con có ích cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta biết được ân tứ mà Chúa ban cho mình, và dùng cái ân tứ đó để thờ phượng phục vụ Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.